không có cá nào vậy rồi. Đó. Đó. Linh mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của Minh Khôi Vlog. Thì hiện giờ là khoảng 12 giờ trưa. Linh đi thăm lập siêu to khổng lồ nè. Thì bữa nay Linh thăm nặng Linh nặng Linh rửa lợp luôn cho nó sạch hơm đó. Nó bóng cái lợp cá nó mới chạy nhiều. Thì Linh trong ngày sáng giờ có ai không? Có cha mình không đặng phụ Linh đó. Nên là cha Linh chưa chiều mới về. Nên là Linh quyết định Linh đi thăm một mình luôn. Linh đi thăm một mình á, có gì sơ sót cô bác anh chị xem thông cảm nha, vì một mình nó quay nó cũng khó đó. Còn Giang nó bỏ Linh luôn rồi. Để chơi với Giang nó về có một chuyện cô bác anh chị, lâu lâu nó mới lên đi bắt cá với Linh ha. Không biết bữa nay đi thăm có cá không nữa nè. Giờ thì nó nắng, trời nó chói á, trời nó hơi tối của bác anh chị. Tới lợp rồi. Không ai dịnh nắng cái xuồng nó tôi ra. Bữa nay không có thằng Giang nó trên xuồng. Dỡ lên ra. Dỡ ra chắc cái lái nó trôi ra quá. Vì nước nó chảy ngược đó cô bác anh chị. Một mình thật khó khăn. Giờ nắng quá trời nắng luôn. Nó có lợp như có mền vậy đó. Vô hay. Rồi. Đó. 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 Ê. Cá trôi, cá. Cá mèo qua. Tại cái lợp dơ quá. Rông nó đóng á, như cái mền vậy đó. Nó bự đâu có vô. Bữa nay Linh rửa luôn. Không rửa là nó không chạy.
đi vô. Một em mèo qua. Có anh chị. Được một em. Một con cá trôi. Đủ nó nấu nồi canh chua rồi. Cái xuồng nó giặt ra. Đi vô lái quay ngang cái xúc cá không được. Còn con nữa. Một con mèo qua. Mèo qua nhỏ. Mèo qua anh Linh. Mèo qua nhỏ là Linh thả luôn. Để lên cột cái này lại. Cột lại quay cá lại cho cô bác chị xem. Rồi bây giờ là Linh để vậy đó. Cái hồi cái Linh lội với đó, Linh dở lên cái Linh lấy máy Linh sạch ra. Giờ Linh cho cô bác chị xem cá nha. Rồi hồi Linh quay cảnh Linh rửa lợp cho cô bác anh chị xem luôn. Linh rửa một mình một à. Bây giờ Linh vô. Rồi giờ Linh đã bơi về tới bến đây nè. Thì Linh cho cô bác anh chị xem cá của Linh. Thì thăm này được có 3 con thôi. Thì Linh thả một con rồi. Đây. Một con cá mèo qua. Một con cá trôi. Rồi hai con này lên nấu canh chua luôn, còn không được bự như cô bác anh chị, cũng trạm được. Nay đổ lợp thất thu rồi. Thôi bây giờ vô linh lấy máy ra, Linh rửa rồi Linh quay cảnh rửa cho cô bác anh chị xem luôn. Bây giờ Linh rửa có một mình đó. Rồi giờ Linh đi vô đây.
nắm cái đầu này chứ không nắm đầu này nó quơ, quơ chịu không nổi luôn. Thôi vừa lấy ống khác chứ sao giờ, để hai đoạn luôn. Để hai đoạn luôn rồi có anh chị. Nè bể đây lỗ nè, rồi đây lỗ nè. Trời ơi xui. Cột xuống lại. Xui dữ ta. Hay là do hồi nãy lên ga quá không biết. Nước nó ém quá chịu không nổi. Bung dây. Rồi hôm rửa bằng cái máy xịt. Máy xịt nó không mạnh bằng cái này. Rồi, ok. Rồi nãy giờ thì Linh cũng đã rửa rồi cô bác anh chị. Thì cái máy nó cũng tự quay đó, nên là nó tự tắt đâu hồi nào Linh không hay luôn. Đây, rửa bằng máy nén nó có khác. Nó sạch. Đó. Sạch bóng luôn, y như mới luôn. Rồi bây giờ là Linh treo vậy luôn, treo phơi khô, treo tới chiều á, cho nó ba cái tre này nè, cho nó thiệt là khô, khô ba mũ tre đó, rồi Linh chiều Linh đặt tới lại, mong rằng là rửa sạch lợp là cá chạy nhiều nha. Thôi bây giờ Linh kinh máy vô đây, kinh máy kinh dây vô luôn, rồi đi đóng sợi dây lại. Hồi nãy ba cái gồng á, trong nhớt trong gì đó đóng ha, như cái mền vậy đó. Giờ rửa sạch rồi đó. Đấy. Bây giờ là đi rửa cái hư hết sợi dây của ổng rồi, của cha mình rồi. Giờ đi đóng dây lại, giờ đi chở cái này vô chứ để cái này nữa không biết còn không, sợ ra chai luôn dịch ngang nó hút. Chừng nào rửa đó rồi chịu cực sách ra nó có bánh chị. Rồi giờ tới tới chừng đi thăm á thì Linh sẽ quay lại cho các anh chị xem nha. Thì giờ nhìn vô đây
Rồi hẹn cô bác anh chị lúc dở lợp nha.